Đó là trai. Nào đâu? Như đây hả? Cái hàng mày tới lắm rồi đó. Gắn nó thì... luôn rồi sao? À, à, à. À. Về chỗ thôi mà. Em về chỗ mà. Mày có không? Có cái lọc nhiều, mấy lọc kia cũng ít ít à. Được ta. Con khô còn ăn được không? Còn đây tôi nhắc cho hai bạn. Gánh thịt chứ, thức sớm chịu biết đi qua thăm gánh chứ hả? Thăm nó mẹ, tao biết đi. Nói vậy đâu vui. Tao thấy vui lắm rồi đó. Im luôn mới vui chứ. Đúng rồi. Chứ nói... Nãy còn kêu... Mày còn quay hoài đúng trời. Còn kêu em xuống. Trời ơi, quay anh hai thăm có nhiều không nè. Ừ. Thăm coi tao làm móng. Có không? Có mấy con vậy? Nó có cái nhiều á. Chục mười mấy con gì? Nó có cái nhiều á. Hàng bay thiệt á. Ở không hả? Cái hàng ở không rồi đó. Ở đây có mà ít. Có lòng đông rồi nữa. Cái nào tôi nhét đầu không bay vô đây. Ơi, cái nào được. Không được đâu nha. Hết chưa? Sao hết rồi? Sao cái mà. Chắc đựng tô hơn. Sao? Cá nhiều mà. Cái mồi này mồi bảy cá gì vậy? Không có, mà thơm tới vậy mà 7 người còn được á. Mấy rồi? 5. Cứu thiệt đó. Cái này cái nhiều quá vậy nè. Ủa cái này không vui. Cái nhiều á. Cái nhiều nhất á. Đồ quý thằng ơi. Ôi. Một cục luôn. Cái này quá trời luôn cả nhà. Hàng quay nhớ nha. Nhớ chứ. Hả? Giờ tôi quật nha. Hàng bay cũng rảnh lắm á. Mày rảnh mà hả? Giỡ mẹ tháo qua luôn đi. Ướt hết bộ đồ á. Cũng rảnh lắm. Vui lắm. Thấy vui lắm. Giúp anh hai mà, giúp anh hai giỡn sớm. Giúp gì chưa? Trời ơi, con bự bự không à. Ngô còn kìa. Cô để dành luôn. Có ít nhiều nè. Mày làm cho con tép chết luôn kìa. Ôi đâu. Ôi trời. Mấy con đó chết lâu hay gì đó. Ôi trời nhiều. Ôi nhiều. Có cá lồng tông nữa. Ôi đừng dở ở đâu đó. Khô nhiều ghê. Rồi đó ngâm dưới nước chứ đừng để em bà nha. Mùi thơm quá sợ mấy con chuột á. Nó bò trên bờ luôn kìa. Sáng biết vậy anh em mình dở đem về hết. Đem về bỏ tao báo công an tao bắt hàng bay hết. Vô tự lạnh hết chứ xong cái qua cái mình xách mấy cái này mình treo lên qua cái trời ơi tự giận luôn. Mà báo công an gì mấy cái này công an đâu để ý mà báo. Báo công an bắt hàng bay. Ủa cái này sao khó gỡ dữ ta. Mà cũng nghe nhiều ghê luôn á. Bộn á. Cá sặc con cá bay chầu luôn nữa kìa. Nhiều chứ bộ. Này là cái mương này nó không thấy bộn ha. Mồi ngon lắm rồi đó mà thôi thấy cái mương này thấy ít quá không nhiều nữa. Nhưng không bằng mấy đợt trước á. Mấy đợt trước ồ trời tùy mương sao. Ăn ngon hết luôn. Mồi luôn. Ủa ổn ổn dính cái xương cá rồi. Ồ. Thôi. Ta cũng bộn lắm cả nha. Tôi thấy hàng bày bộn hơn. Vui mà. Trứng cò bọc quá trời luôn cả nhà có tép tép là bò lởm nhởm luôn thì như mấy cái bọc này nè là phải cho anh đen lại ăn cái gì còn khô kìa cá có cá bảy chầu nữa cá quá trời bảy chầu hả thấy không để khô cũng được có mấy con khô gì chung với tép nè cũng được hả.
Mẹ khô cũng bỏ mấy đứa. Khô, còn thơm không, còn thơm không? Hồi quá. Thúi. Phép cũng bỏ dữ thận này chứ bộ. Nhà coi nè. Thôi, đừng nó ít nha. Không ít à. Không ít đâu. Sáng ngày em bắt mớ. Bắt mớ ăn sống gì. Ôi, bụng bụng bụng. Tính ra bỏ mấy cái nhà. Chứ không ít đâu nha. Rồi không lựa khô ra chỗ. Mấy trăm gram á. Thôi. Bọn bạc á. Ủa, giờ mần làm món đi. Mần đi. Cho mần cái cả nhà. Cũng đựng vô đây nha cả nhà. Đó, thì cũng một dĩa chứ bộ. Cũng mệt mỏi với hàng này quá. Thăm dùm mà. Đã thăm dùm được. Thăm dùm sao không đổ ra luôn rồi nói tôi luôn đi. Chị, cho lỗi rồi chậm nước chung cho biết chậm lạnh ra sao. Được, ăn bê được. Thì bữa nay sẽ làm là tép, bánh tép như cái nhà. Nói chung là tép chiên giòn á, chiên đúng rồi. Tép trộn bột chiên á. Đây. Giờ sẽ xé bột ra nha cả nhà. Như tép này cũng nhiều lắm á, chứ không ít đâu. Bộn luôn. Mà sao có một cái này vô nhiều còn mấy cái kia không vô. Làm như là có một cái mỏng nó lôi hết đồng đội nó vô luôn. Nó gủ á. Chúng thịt không ăn bột không. Vậy là ăn cái mình bỏ hai con thôi. Yeah. Bỏ hai con tép rồi chia tới sáng luôn. Sáng chưa hết nữa. Không biết bao nhiêu bịch bột cho đó nữa. Đây. Vô nước nha. Có nào lỏng không? Vậy lên. Dễ lỏng được. Sợi văn á. Coi chừng miễn nha không? Tôi đập vô cạnh này nè mưa ơi. Rồi. Trời ơi, trời đập trứng vô đây. Vô hai trứng nữa nè. Đó. Nó thấy hấp dẫn rồi đó. Béo rồi luôn á. Thấy vàng rồi đó. Rồi lấy tép trộn vô đó luôn rồi. Đúng rồi. Giờ mình lên chiên. Rồi ngon luôn á trời. Tép gông đồng. Tép đồng. Tép đồng. Rồi tép thịnh nộ. Có một người buồn với hai người vui. Hai người áo đen mà. Hai người áo đen. Mập mập nữa chứ. Đúng rồi. Ăn bay mơ chịu hết mập chứ sao. Tới số hết. Rồi tép với cá luôn nha. Có lộn cá để cá vô luôn. Bỏ uổng. Rồi xách lên bắt chảo kho. Bột kho tép. Giống bột làm bánh xèo quá. Vàng vàng. Mà cái này tao thấy hình như tép hơi nhiều không? Nhiều lắm á. Tép nhiều lắm cả nhà. Nhiều lắm. Thôi kệ bột quá. Thôi kệ đi, ăn tép nhiều. Ủa tép nhiều quá trời hồi nãy. Nhiều lắm á. Sao thêm bột không? Hơn dữ rồi. Ô, cái số thiệt. Đây. Giờ sẽ chiên nè. Bánh tép. Một em. Em làm thợ thổi lửa cho. Thổi hồi chắc bụi không quá. Ăn ra tép nhiều ghê luôn á. Tép bụi. Đây. Cái chảo nhỏ quá. Đấy, chút xíu đi cho nổi nổi lên, cái thêm vô nữa nè cái nhà. Dạ, dạ, dạ. Vô cái thứ ba. Cái thứ ba nha. Người ăn cái rồi. Biết vậy thôi. Biết vậy thôi. Ở còn nhiều tàn hết. Cái gì sao? Đó. Cái này cũng yên lắm nha cái nhà.
nào chưa hết luôn á. Đó ngồi khách đấu ăn nhiều nhất đi. Thôi, thôi. Thế à, cái này ăn nhiều nhất bò. Anh này bị quýnh à. Chứ không có đâu à. Ừ, cái này khó kiếm à. Không này chắc có thể ngon hơn một vịt. Thôi, nó chắc rồi. À, nổ phi lên liền á. Đưa một xu. Quá mưa rồi. Quá mưa luôn rồi. Mưa dữ lắm mưa rồi. Vậy mà mấy người chiên bánh tiêu á, chiên ngọ, chiên phì đó hay á. Sao người ta có bột. Gọi bột của người ta. Này bột khác rồi. Chiên cái nó bầu ra ở trong bụng hai đó, nó tưởng bụng đó. Có, nó bự ra, bự ra. Tạc quá tạc rồi. Quá trời đẹp cái kia rồi. Tại vì bên bỏ nó bị hư rồi, anh em chưa sửa lại được đó. À, thép vẫn chưa. Thép không trong đây nha. Nè, mình nè. Cái này thì không thấy thép gì nha. Còn cắn cái đã luôn á. Ở trong thép không trong á. Giá này giá nấy thép không à. Ồ, thép nè, thép nằm đây nè. Cái điện điện này là thép không á. Đó đó. Mắt đỏ rồi, mắt đen rồi. Hai mình thôi vậy. Được rồi. Đó. Đó quá đã nha. Được hai cái, bố ba cái. Giờ chiên tiếp tục nha. Cái đầu tiên. Nhiều lắm. Đâu anh đó là được bao nhiêu cái bắp? Chắc cả chục à? Hả? Cái chục cá. Em nói ngon á. Cái chục bạn. Bây giờ anh muốn cái rồi. Anh muốn có cái này chứ là nó ngon. Thì thêm được mấy bông. Đúng rồi. Đây, xong rồi nha. Giờ chỉ còn làm nước chấm cái nồi rồi. Giống bánh rán Doraemon không? Ừ, đã. Đây. Đây, thì bây giờ sẽ làm nước mắm nha cả nhà. Rồi trưng bày cái quất. Anh hai em đang cắt hành ngoài làm nước chấm nha cả nhà. Hai em đây thì đang làm tỏi ớt. Đây là cái dĩa tép chiên bột. Rồi thời cơ tới rồi cả nhà. Sáng mới chơi anh hai một vố, bây giờ quất một vố nữa nha cả nhà. Trời, anh hai em còn bẻ quải nha cả nhà. Bây giờ hai em bây giờ dọn bưng vòng ra quải cho anh hai đừng thấy nha cả nhà. Giờ thầy ơi. Nè. No God. A few moments later. Cắt chưa? Cắt mấy chai hạnh nữa gọi nè. Ông ở đâu rồi? Đó là trời. Đó là trời. Cái quỷ nhỏ. Hãy lấy sáng bị chậm giờ chậm nữa. Á thì chứ trời. Làm ngon lành hết trơn. Hút mẹ nữa rồi. Đời buổi sống thì chứ trời. Má đời như con chó thiệt á. Mẹ không chừa lại một miếng nữa chứ. Trời. Nhớ làm đã rồi ăn đã. Quay à nữa ăn. Chứ chắc hạnh chắc bụng đã vô.
đi quân mẹ chưa? Đi đây! Trốn! Nó đi đâu hồi nào hay trời? Á à, đúng còn cái đực luôn á trời. Quỷ này đi đâu trời vô trị đó. Sáng thì bị hốt dập, giờ mới chiên xong hết trơn, bưng hết trơn. Nếu tao mà bắt được hàng mày, tao này nhai xương nuốt sống hàng mày hết. Đúng tất đời tàn luôn á trời. Con ổ làm cho hai nó ăn rồi gót cổ ra bưng mẹ hết rồi. Tao mà kiếm được hàng mày ra, tao nhai xương hàng mày hết. Ha đúng quá trời. Què vô mẹ ơi. Tức thiệt cái trời. Què nữa nè. Bưng mẹ đó hết trơn rồi. Thì chứ hở ra là mất, hở ra là mất rồi. Nó mới cắt vô chưa được 5 phút nữa. Trời giọng cái tên cắt được mấy miếng ớt. Trời ơi là trời. Hở ra là chết với thằng đó trời. Nó thì không yên thằng này thì chứ trời. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất nha cả nhà. Mà cái cảm giác mà không ăn được làm cực khổ nè, lặn lội nè, không ăn được làm chiên để sẵn mà trời mưa nữa. Thôi ăn ghiếc ghiếc đi. Thơm dữ lắm luôn cả nhà. Quốc hội vô vô. Này chấm luôn đi. Chấm luôn. Chấm cho cái vô đá nha. Mời cả nhà nha. Vô cái kì thơm á. Vô ngay cả nhà. Ôi thơm. Ui vô cả nhà. Vô ngay cả nhà. Mà chắc anh hai em đang tức dữ lắm luôn. Mà cũng anh em tốt mà, làm cũng cực khổ. Chắc cũng chừa lại mấy miếng cho anh hai nha. Chừa mấy miếng đi chứ chừa rau cho anh hai em ăn cho nó ngon. Đúng rồi. Ôi bánh giờ chắc nổi máu xung thiên. Gào thì mình nó ngon thiệt nha. Cực kỳ. Không giống quá. Cắn vô con bếp nữa. Ngon. Hôm nay hồi nãy có trứng gà nữa. Đã lắm. Ồ. Mời cả nhà nha. Mời anh hai em luôn nha. Anh hai ngon lắm anh hai. Mốt làm cho em ăn đi nha. Rồi. Giờ chắc, lắm không? Giờ chắc anh đi ăn bẩn chắc tức lắm. Tức dữ lắm chứ. Đem bẩn qua đây mà còn dùng dữ lắm luôn. Hai em chạy. Chạy phải xiết xiết về bên đây. Rồi nha. Nói chung cũng chỉ muốn tạo tiếng cười cho cả nhà thôi. Có gì cả nhà thông cảm bỏ qua nha. Cái này cũng thấy quá đáng thiệt. Là không sao. Anh hai em không à. Làm cho em ăn đâu có gì đâu hai cả nhà. Thấy cũng tò hơn cũng kệ nha cả nhà. Chụp rau nữa. Vô cái nhà. Không có, vậy nè. Ngon. Có rau ăn thơm giống luôn. Cả nhà nha. Sáng thì mới quất vố, thì xong lửa tép lửa đồ ra rồi đi mua bột, mua trứng về, chiên xong quất vố nữa.
chắc không tức đâu. Mời cả nhà miếng vô đây mày không? Ừ, rã. Ừ, cái món này ngon ghê luôn. Vô nha. Ai thiết kế cả món này ngon quá. Giòn thơm đi luôn á. Nhất là mấy cái góc ngoài, góc ngoài cực kỳ thơm luôn, kỳ giòn luôn. Dưa leo này luôn. Này thì đi hay ta. Đâu có ngờ nhanh dữ vậy. Ngồi giòn. Đúng là trời giúp ta. Mà chưa có bầm tỏi luôn đó. Mình phải tranh thủ chứ. Bầm tỏi cái nữa anh vô tới luôn rồi. Chúng hai em không có ăn mời cả nhà được, hai em sẽ cố gắng mời cả nhà nha. Vô cái nhà, cái nhà. Vô nha anh hai. Mà anh ăn miếng nha. Tép. Tép rất là nhiều. Tép á. Rất là ngon luôn. Có trứng nữa, có độ béo nữa. Ôi thôi. Đã lắm. Vô mày yên cái nha. Vô. Chấm luôn. Xin giới thiệu lại cho cả nhà một chút xíu nữa nha. Này hồi giờ chút xíu tại đang mang. Cái đúc nguyên khối 3 cm. Da thì da nhúm. Chất liệu rất là bền, rất là chắc. Đây, hiện tại em bán cũng trên 1000 đô rồi nha cả nhà. Rất là bền, rất là chắc. Đây. Vô tư thoải mái đi nước, đi sông, đi suối. Hôm hỏi em đi biển, đi suối thì vô tư luôn. Đế đi đường trơn, đường trượt thoải mái nha. Bây giờ em sẽ test thêm một lần nữa cho cả nhà mình xem nha. Hôm hỏng thì test với chiếc xe 50 của mẹ em thôi. Còn bây giờ sẽ test với chiếc xe 125cc luôn nha. Mày bố qua trên 1000 sư thơi ví dụ mà có tiền đâu mua chiếc đó mà test. Đây. Em sẽ test bằng đôi dép đang mang, nó sẽ thiết thực hơn nha. Thấy gì chưa? Đây. Cái nhà thấy đôi dép thấy chưa? Bốc khói quá trời luôn rồi. Lên khói luôn kìa. Ôi. Chiếc dép không sao mà chiếc xe có sao rồi đó. Quá trời ơi. Cái gì mà lên khói vậy? Đây. Cái nhà thấy là em test tới cỡ đó là cả nhà biết rồi. Hôm hỏng thì em đã test bao nhiêu ký? 87 kg đúng không? 86-87 kg. Rồi với xe 50. Xe 50. Đây, cả nhà coi nè. Vô tư thoải mái nha. Ngon lành ha. Dạ, không bị nhăn. Ừ. Dép thì có 3 màu nha. Đen, nâu và xám. Có tất cả kích cỡ từ 38 cho tới 46 nha. Thì
cả nhà có mua thì liên hệ qua số Zalo của em. Số này chỉ là số Zalo thôi, không phải là số liên lạc nha. Có số chăm sóc khách hàng riêng. Cả nhà liên lạc qua số Zalo 0976928715 để đặt mua dép nha. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã ủng hộ dép thời gian vừa qua, cũng như là ủng hộ em dép sắp tới nha cả nhà.